tưng 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 11:48 ngày 6/1/2023. Còn 10 phút nữa thôi là hết sinh nhật của Hero Team rồi. Nên là bây giờ đi ăn thôi. 12 giờ đêm rồi các bạn ơi. Mà bây giờ 12 giờ đêm thì còn quán nào mở cửa ta? Nên là tôi đã rủ mọi người đi ăn hay đi lao. Còn bây giờ thì chúng ta đi thôi nào. Let's go. Ok tất cả mọi người, hiện tại là như các bạn có thể đang thấy là mình đang đi xuống bên dưới cầu thang nè các bạn ơi. Và bây giờ là chúng ta sẽ gọi là cùng nhau đi ăn hờ đi lâu, hờ đi lâu, hờ đi lâu. Thực sự luôn là bây giờ là 12 giờ đêm luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà tại vì là tôi đói quá nên là tôi quyết định là rủ mọi người đi theo luôn để chúng ta có thể ăn cho nó vui nha các bạn ơi. Đây, bây giờ là mình đang xuống bên dưới tầng của hội chị em nè. Hello Simi. Ở đâu có em, có không cần gì. Ôi cũng mua hả? Ở đâu xanh? Ủa sao tăng cho cầm? Hai đứa mà. Ủa em không nhớ cái mũ này từ đâu ra luôn á hả? Em có bộ Sam đúng không? Sam tặng mà. Em tính ra Sam gọi, em bảo Sam đội đi ba. Sam ơi. Sam gì có? Đội mũ này đi. Ok. Hiện tại là dưới văn phòng, không còn ai làm việc nữa. Tất cả mọi người đã đi về rồi. Đầu tiên, đây chính là văn phòng của Hero Team vào 12 giờ đêm đó à. Đó, các bạn thấy Hero Team chưa? Cứ mỗi lần mà 12 giờ đêm ra là phải báo vậy nè các bạn ơi. Đó, 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 đó chưa, đó chưa. Ra ngoài đường là báo vậy đó. Nếu mà bạn nào mà thắc mắc á là tại sao cái buổi đi ăn này của chúng ta không có Siro cũng như là Ruby á, thì bởi vì là hai người đó bận về quê mất tiêu rồi, không có rủ đi ăn được các bạn ơi. Đây, cảnh này là bây giờ mình với lại là mọi người đang cùng nhau phá các bạn ơi. Nhưng mà vịt thì lớn rồi nên là không có ham vui gì hết trơn á đó. Đây, đây là khi mà bạn thấy bạn quay vlog và Phong Cận cũng quay vlog kiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển cho tới địa điểm để đi ăn luôn nha các bạn ơi. Bởi vì là bây giờ là gần hơn, ở đâu tính ra là hơn 12 giờ đêm luôn rồi các bạn ơi. Nên là bây giờ đường ở Sài Gòn chạy rất là nhanh luôn. Bọn mình chỉ cần chạy 20 phút thôi là đã có thể tới được ngay địa điểm rồi. Và các bạn có thể thấy được là tuy là 12 giờ rồi đúng không, nhưng mà các bạn có thể thấy là không khí ở ngoài đường đang ròn rất là náo nhiệt đúng không mọi người. Bởi vì ở đây là một cái khu rất là đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bạn nào đã từng ở đây rồi thì các bạn có thể sẽ biết. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau di chuyển lên tầng 2 để vô nhà hàng ăn thôi nha các bạn ơi. Let's go. Chưa gì hết mà bây giờ mình đã thấy Kamui, Simi với Sammy khoe là có cái ốp lưng giống nhau nè các bạn ơi. Trời ơi, tính ra mình sử dụng điện thoại là mình chỉ sử dụng ốp lưng gọi là trong suốt rồi á. Không biết gọi là có bạn nào sử dụng ốp lưng giống của Sim Sam và Mui không, đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Đây, cứ mỗi lần mà khi mà vô thang máy là có cái gương á, là chị em sẽ vô đây để ngắm gương các bạn à. Thiệt sự luôn á. Các bạn thấy không, hội anh em ví dụ như là mình này, Phong này, Mr. Vịt này, trời ơi rất là nghiêm túc luôn á. Còn ba cái người này trời ơi, rõ ràng là có người trong ăn máy mà ba cái người này cứ đứng ngắm gương rồi sau đó nói chuyện ồn ào dễ sợ luôn á. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến với tầng 2 rồi nè. Tầng 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 tầng, xin giới thiệu với các bạn, ghê chưa? Vẫn còn nhà hàng mở cửa luôn mà các bạn. Trời đất ơi, các bạn thấy không? Khách khứa rất là đông luôn á. Bởi vậy cho nên nó là sống ở Sài Gòn đường cái rất là thích các bạn ơi. Đó chính là dù các bạn đói bụng ở bất cứ khi nào á, dù là 12 giờ đêm hay là 3 giờ sáng gì á thì luôn vẫn có đồ ăn cho các bạn luôn nha. Đây 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 đây. Và bây giờ là tụi tôi đã vô bên trong nhà hàng rồi. Lờ 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 lờ, sắp được ăn rồi. Đó các bạn thấy không? Vẫn còn rất là nhiều hành khách đang bước ra luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà tiếc một cái đó chính là bọn mình vẫn chưa có đặt lịch trước, nên là bây giờ bọn mình sẽ phải ngồi ở đây đợi các bạn ơi. Đợi mòn cổ luôn đó. Nói vậy thôi chứ thật ra là bọn mình đợi tầm 5 phút là đã có bàn rồi. Nhưng mà tại vì là mình cứ thích quay lại cái cảnh này cho các bạn coi đấy mà. Đây, sau một hồi mà mình đợi là bây giờ là mình ngáp rồi nè các bạn ơi. Tới lúc buồn ngủ rồi đó. Cuối cùng mấy má ơi, cuối cùng mấy bạn ơi, bọn mình đã được vào bên trong rồi này. Nhưng mà các bạn có để ý một điều rằng đó chính là Hero Team khi mà vào bên trong á là có rất là nhiều ánh mắt xung quanh nhìn không? Các bạn biết bởi vì sao không? Bởi vì là team mình nhiều màu quá. Kamui thì màu cam, Sammy thì vàng xám, Simi thì màu xanh, Phong Cận màu xanh, Mr. Dịch thì xám khói. Riêng tôi là bình thường thôi các bạn ơi. Các bạn ơi, thấy không? Hồi xưa mình nhuộm tóc rất là nhiều luôn á, nhưng mà bây giờ là mình chỉ chung thủy với một màu đen thôi. Và bây giờ là chúng ta sẽ đến với gọi là chương trình pha nước chấm. Thực ra là mình cũng không có biết pha đâu các bạn ơi, nhưng mà mình thích cái gì mình cứ bỏ vô thôi. Và ở đây là mình cũng có gặp một bạn fan nè. Hello em, trời đất ơi, rất là vui luôn các bạn ơi. Đây, giới thiệu với các bạn, khi mà vô trong nhà hàng của chúng ta là bọn mình đã order rất là nhiều những cái đồ ăn ở trong đây luôn. Và các bạn có thể thấy được là Miss
Mr. Vịt cũng như là chị Camui đang gọi hai cái tô gì đó, hình như là hai tô mì các bạn ơi. Cái tô mì này siêu cay luôn á các bạn ơi. Các bạn có nhìn mặt của anh Vịt kìa. Trời ơi, nhìn cái màu của tô mì thôi là mình không dám ăn luôn á, mà không hiểu sao hai người này ăn giỏi dễ sợ luôn á. Vịt thì ăn á là cũng như là sắp khóc luôn rồi, nhưng mà Camui thì ăn rất là ngon nha các bạn. Các bạn trời ơi, cái mặt không một chút gì đó gọi là cảm xúc luôn đó. Ăn ngon lành nữa hả? Mình đang bị hội chị em xài xể, bởi vì là tại sao lúc mà có nhiều đồ ăn ngon thì mình không quay, mà bây giờ là lúc hết đồ ăn rồi thì mình mới chịu quay. Thật ra cái lý do bởi vì là mình muốn mọi người ăn tự nhiên nên là mình mới không quay thôi. Rất là tiếc là cái cảnh đi ăn của chúng ta nó rất là nhanh các bạn à. Và bây giờ sau khi mà đi ăn xong thì bây giờ bọn mình sẽ gọi là đi dạo phố, đi bộ một chút nha các bạn ơi. Và các bạn có thể thấy được là ba chị em này đi rất là cà nhết luôn. Trời ơi, đi nhanh lên mấy má, nhanh lên, trời ơi còn múa nữa. Hai cái bà này á thiệt sự luôn á. Sau khi mà bây giờ đi ăn xong á, bọn mình quyết định là sẽ đi dạo ở phố đi bộ nha các bạn ơi. Nhưng mà rất là tiếc á, đó chính là phố đi bộ của chúng ta á, là sắp tới Tết rồi nên là bây giờ là rào chắn mọi thứ nó đang rào lại hết xung quanh nên là bọn mình không có vào bên trong được. Nhưng mà không sao, thật sự luôn là lúc này mình rất là vui mọi người ơi, bởi vì á là có rất là ít khi những cái dịp nào mà Hero Team đi dạo cùng với nhau như thế này vào buổi tối luôn á mọi người. Và bây giờ bọn mình đang gọi là chuẩn bị đi tới đây để nghỉ ngơi một chút xíu, và Camui quyết định là sẽ chạy xe đạp các bạn. Ăn xong rồi phải chạy xe đạp đúng không? Đó, ăn xong phải chạy xe đạp để cho nó tiêu, rồi sau đó là để nó giảm mỡ được nữa nè má. Vâng, và bây giờ là chúng ta có thể thấy được là Mui đang sử dụng app để có thể vô được cái phần mềm để có thể chạy trong đây. Và Simi với Sammy thì đã quyết định là sẽ rủ mình chụp hình các bạn à. Đây, các bạn có thể thấy được là mình đang chụp hình cho Sammy nha. Và mình xin tiết lộ một cái bí mật cho các bạn luôn, đó chính là những cái tấm hình của Sammy hay là Simi hay là ai đó trong team này á, trừ hội anh em ra đi, nếu mà hình của hội chị em á thì hầu như là do mình chụp đó các bạn. Mọi người hay đặt cho mình một cái biệt danh, đó chính là nhiếp ảnh gia các bạn à. Đó, không biết là các bạn nào đã coi qua những cái hình của Sammy chưa. Trời ơi, tay nghề của tôi chụp nó phải khác chứ mấy bạn, dân chụp hình chuyên nghiệp nó phải khác. Có bạn nào mà muốn Karen chụp cho thì các bạn cũng đừng quên là để lại bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Đây, sau khi mà chụp xong rồi thì bây giờ mình mới chợt nhận ra đây là 3 giờ sáng rồi các bạn à. Trời ơi, đi từ lúc 12 giờ mà bây giờ 3 giờ sáng rồi. Và sau khi mà bây giờ cũng đã khá là trễ rồi thì bọn mình quyết định là sẽ cùng nhau đi về rồi các bạn ơi. Nhưng mà trước khi đi về á là Simi sẽ làm một vài tấm hình nha các bạn. Đó, trời ơi, chất chưa. Nhìn biểu cảm của Simi rồi các bạn ơi. Oh my gosh, rất là thần thái luôn á. Oh my gosh, vừa đi tôi không hiểu sao có một cái kiểu chụp đó chính là có thể vừa đi mà vừa chụp như thế này luôn á mọi người. Nhưng mà không sao, miễn sao hội chị em thích là được rồi các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà hỏi là Phong Cận với Mr. Vịt đang ở đâu thì hai người đó là đang đi dạo ở chỗ khác rồi các bạn ơi. Tại vì mình ở đây á là mình phải chụp hình cho chị em nên là mình đứng đây mình chụp hình chung, còn hỏi anh em thì đi ra một chỗ khác để có thể mua đồ uống cho hội chị em á các bạn ơi. Và bây giờ là cũng đã 3 giờ rưỡi sáng rồi các bạn ơi. Có lẽ là cái chuyến đi này của mình á nó cũng đã khá là dài rồi. Và thực sự đây là cũng là một cái buổi đi chơi rất là nho nhỏ của bọn mình thôi, nhưng mà mình cảm giác là những cái buổi đi chơi này nó rất là ý nghĩa luôn á mọi người. Nên là nếu mà bạn nào mà muốn tôi quay thêm nhiều cái vlog đời sống của Hero Team như thế này nữa thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết, và đừng quên like thật là nhiều luôn nha. Đã về nhà rồi, thật sự là lúc này cũng đã gần 4 giờ và mình cũng đã sắp hết năng lượng rồi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ phải đi ngủ đây, và hẹn các bạn trong những vlog tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt, đi ngủ đây.